Xin chào. Chào mừng các bạn đến với thế giới hoang dã. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loài động vật có vú đặc biệt trong họ chó, Canidae, đó là sói, với tên khoa học là Canis lupus. Sói là một trong những loài thú săn mồi lớn nhất trong họ này và rất phổ biến ở Bắc bán cầu. Chúng nổi bật với kích thước lớn, cơ thể mạnh mẽ, chân dài và tai đứng. Lông của chú sói đa dạng về màu sắc từ trắng, xám, nâu, đen đến các mẫu pha trộn. Hiện tại có khoảng 30 loài sói được ghi nhận, trong đó tiêu biểu là chó sói xám Canis lupus, chó sói đỏ Canis dirus, chó sói Ethiopia Canis simensis và chó sói tuôn ra, Canis lupus anvers Trong hành trình hôm nay chúng ta sẽ khám phá loại sói xám, một trong những sinh vật thông minh và có tổ chức xã hội chặt chẽ nhất trong giới động vật. Sói xám có kích thước lớn, với cân nặng trung bình từ 35 đến 50 kg, tùy thuộc vào giới tính và môi trường sống. Bộ lông của chúng đa dạng về màu sắc, thường là sự kết hợp giữa màu xám, trắng, đen và nâu, tùy thuộc vào địa lý và mùa. Đặc biệt, bộ lông của sói xám được thiết kế độc đáo để thích nghi với điều kiện môi trường vào mùa đông lớp lông phía trong dày và mềm giúp giữ ấm trong khi lớp lông ngoài thô ráp và chống nước giúp chống lại cái lạnh khắc nghiệt đến mùa hè lớp lông này sẽ tự rụng bớt để giúp làm mát cơ thể phân bố chó sói xám có một lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ bắc mỹ qua châu âu đến châu á điều này không chỉ thể hiện sự đa dạng về địa lý mà còn phản ánh khả năng thích nghi phi thường của chúng ở bắc mỹ chúng sinh sống ở nhiều khu vực khác nhau từ các khu rừng dày đặc ở miền bắc rocky mountains và great lakes đến những vùng tung ra lạnh giá ở alaska và canada sói xám còn thích nghi với cả môi trường sống cận nhiệt đới ở phía nam và các khu vực lạnh giá ở phía bắc dù số lượng đã giảm đáng kể do săn bắn và mất môi trường sống Chúng vẫn là biểu tượng của sự hoang dã ở Bắc Mỹ. Ở châu Âu, từng phổ biến khắp nơi, sói xám châu Âu cũng đã trải qua sự suy giảm nghiêm trọng. Ngày nay, chúng có thể được tìm thấy trong các khu rừng của Bắc Âu và Đông Âu, như Scandinavia, Nga và một số khu vực của Trung và Đông Nam Âu như Ba Lan, Balkans và Hy Lạp. Ở châu Á, phạm vi của chúng ở đây cực kỳ rộng lớn từ tundra Siberia đến sa mạc Gobi của Mông Cổ và đường núi Himalaya. Chó sói xám thích nghi với các môi trường từ lạnh giá đến khô cằn, từ sa mạc cho đến rừng núi. Trong tất cả các khu vực này, sói xám không chỉ sống sót mà còn thích nghi với nhiều loại môi trường khác nhau như rừng, đồng cỏ, sa mạc và các khu vực núi cao. Điều này không chỉ chứng tỏ khả năng thích ứng mạnh mẽ của chúng mà còn là minh chứng cho sự đa dạng sinh thái vô cùng phong phú của loài sói xám. Tập tính. Về săn mồi, sói xám thường săn mồi theo bầy. Mặc dù đôi khi có cá thể săn mồi một mình. Khi săn theo bầy, chúng sử dụng các chiến lược phối hợp và thông minh để đuổi và bắt con mồi. Cá sói alpha thường dẫn đầu, định hướng hoạt động săn đuổi trong khi các thành viên khác hỗ trợ và bao vây con mồi. Thức ăn thông thường của chúng bao gồm hưu, nai, bò rừng và đôi khi là các loại động vật nhỏ hơn, như các loại gặm nhấm. Việc này giúp kìm hãm sự phát triển của thú ăn cỏ và gặm nhấm, giúp duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái. Khi săn mồi sói dựa vào khả năng chạy nhanh, sức mạnh và sự kiên nhẫn để theo dõi và săn đuổi con mồi qua những quãng đường dài chăm sóc con non. Mỗi bầy sói thường có khoảng 10 đến 30 thành viên. Trong trường hợp hiếm hoi, thành viên trong đàn có thể đến khoảng 40 con. Trong mỗi bầy, thường chỉ có cặp alpha là con đực và con cái. Các thành viên khác trong bầy giúp chăm sóc và nuôi dưỡng con non. Sói mang thai khoảng 60 ngày, chúng thường sinh 4 đến 6 con trong một lần mang thai. Sói thuộc loại sinh con non yếu nên khi sói con vừa sinh ra cần sự chăm sóc của cả đàn đến khi đủ khả năng tự lập. Sói con thường ở trong đàn từ 10 đến 30 tháng trước khi tách đàn. Lý do của việc tách đàn chủ yếu do sự cạnh tranh về thức ăn và giao phối, nhưng điều này cũng giúp chúng phân tán rộng khắp trên thế giới. Về giao tiếp, theo nghiên cứu sói có năm cách giao tiếp cơ bản: tiếng sủa, gầm, hú, ngôn ngữ cơ thể và khứu giác trong đó tiếng sủa gầm và hú là để cảnh báo nguy hiểm bày tỏ tâm trạng liên lạc với các thành viên trong đàn hoặc để đánh dấu lãnh thổ và sói sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất rõ ràng bao gồm các tư thế biểu hiện mặt và đuôi để bày tỏ tình trạng thống trị sự tuần phục hoặc có ý định tấn công ngoài ra sói cũng sử dụng khứu giác để giao tiếp đặc biệt là trong việc đánh dấu lãnh thổ hoặc giao tiếp xã hội thông qua mùi tổ chức xã hội. Sói có cấu trúc xã hội phức tạp và tổ chức của chúng là một ví dụ điển hình về sự phối hợp và hiệu quả trong thế giới tự nhiên. Bầy sói xám hoạt động dựa trên một hệ thống cấp bậc rõ ràng, mỗi thành viên đều có vai trò và trách nhiệm cụ thể, chia thành bốn cấp bậc chính. Alpha, đây là cấp bậc cao nhất trong bầy, thường bao gồm một cặp alpha đực và cái. Chúng là những con sói mạnh mẽ nhất và thống trị, có trách nhiệm dẫn dắt và đưa ra quyết định quan trọng như đi săn, nghỉ ngơi và di chuyển. Alpha cũng là cặp duy nhất trọng bị được phép sinh sản, đảm bảo sự kế thừa và duy trì gen mạnh mẽ. Beta là cấp bậc thứ hai, gồm những con sói kỳ cựu và mạnh mẽ, đóng vai trò như những trợ lý và cố vấn cho alpha beta giúp duy trì trật tự trong bầy và sẵn sàng thay thế vị trí alpha khi cần thiết. Subordinate Wolf Đây là nhóm sói ở cấp bậc thấp hơn, bao gồm những con sói trẻ, già, hoặc yếu hơn. Chúng có vai trò tham gia vào các hoạt động săn mồi, chăm sóc con cái và các công việc khác trong bầy, đóng góp vào sự tồn tại và thịnh vượng của toàn bộ nhóm. Omega là cấp bậc thấp nhất trong cấu trúc xã hội của sói thường là những con sói có vị trí yếu thế và thường xuyên chịu sự quấy rối từ các thành viên khác tuy nhiên vai trò của omega cũng rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng xã hội và giảm căng thẳng trong bầy mỗi cấp bậc trong bầy sói xám đều có vai trò riêng biệt và quan trọng góp phần vào sự tồn tại và phát triển của loài chế độ ăn sói xám là loài động vật ăn thịt chủ yếu nhưng chế độ ăn của chúng cũng rất đa dạng và linh hoạt. Điều này cũng phản ánh khả năng thích nghi tuyệt vời của chúng với môi trường sống. Sói xám thường săn những động vật lớn như hưu, nai và thậm chí là bò rừng. Chúng sử dụng kỹ năng săn mồi tập thể và chiến thuật thông minh để tóm được con mồi lớn. Thường là những cá thể già, yếu hoặc bệnh tật trong đàn. Ngoài những con mồi lớn, sói cũng săn các động vật nhỏ hơn như thỏ, và đôi khi là chim. Nhưng sói không phải lúc nào cũng săn được mồi. Trong những trường hợp như vậy, chúng sẽ ăn xác chết, giúp loại bỏ các xác động vật chết khỏi môi trường và duy trì vệ sinh cho hệ sinh thái. Ngoài ra mặc dù chủ yếu ăn thịt, sói đôi khi ăn cỏ và một số loại thực vật khác. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do. Chẳng hạn như khi chúng cảm thấy không thoải mái với dạ dày và cần chất xơ để giúp tiêu hóa thức ăn hoặc bổ sung những chất dinh dưỡng mà trọng thịt không có. Nói chung, sói xám thể hiện sự linh hoạt đáng kể trong việc lựa chọn thức ăn. Khả năng này giúp chúng thích nghi với những biến đổi trong môi trường sống và nguồn thức ăn sẵn có. Sự đa dạng trong chế độ ăn của sói không chỉ giúp chúng duy trì sự sống của bản thân, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái. Tình trạng báo tồn tình trạng bảo tồn sói xám hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức đáng kể khiến chúng trở thành loại cần được bảo tồn các nguyên nhân chính bao gồm mất môi trường sống sự phát triển đô thị nông nghiệp và lâm nghiệp đã làm giảm và phân mảnh môi trường sống tự nhiên của sói xám xung đột với con người sói xám thường bị xem là mối đe dọa đối với gia súc và thậm chí là an toàn của con người dẫn đến việc săn bắn và giết hại chúng sàn bắn trái phép vì bộ lông hoặc chỉ đơn giản là một trò giải trí cũng là một tác động rất lớn để bảo vệ loại sói hiện nay có rất nhiều nỗ lực từ chính phủ và các tổ chức bảo vệ tự nhiên thiết lập các khu bảo tồn tự nhiên và công viên quốc gia để bảo vệ môi trường sống của sói chương trình phục hồi và tái thả nuôi dưỡng và đưa chúng về môi trường tự nhiên cách xa môi trường sống của con người giáo dục và ý thức cộng đồng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sói trong hệ sinh thái và giảm thiểu định kiến và sợ hãi không cần thiết đối với chúng. Chính sách và quản lý động vật hoang dã, thực hiện các chính sách và quy định để kiểm soát săn bắn và quản lý cạnh tranh giữa các loài động vật hoang dã. Nói chung, thông điệp quan trọng mà chúng ta cần nhận ra là dù nhiều người trồng chúng ta không thiện cảm hoặc có cảm giác sợ hãi đối với những loài động vật săn mồi nhưng đây là loài động vật tuyệt đẹp và chúng là loài có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái chúng ta phải hành động để đảm bảo rằng thế hệ tương lai có thể nhìn thấy các loài động vật hoang dã bằng xương bằng thịt chứ không chỉ qua tranh ảnh và video đến đây thời lượng video cũng đã kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu bạn thấy video thú vị và có ích xin vui lòng cho kênh một like và đăng ký xin cảm ơn và hẹn gặp lại